cái sản phẩm đang được rất tin dùng trong các bệnh viện, phòng khám cũng như là hộ gia đình, đó là chiếc giường y tế đa chức năng hạ thân nhỏ. Để quý vị và các bạn hiểu hơn về chiếc giường này, tôi sẽ giới thiệu từng chi tiết một. Thứ nhất là giường có 4 bánh xe. 4 bánh xe này có thể là xoay 360 độ hoặc là di chuyển một cách dễ dàng để chúng ta đẩy bệnh nhân đến vị trí cần thiết rất nhẹ nhàng. Và khi chúng ta muốn cố định lại thì chúng ta chỉ cần khóa, mình có thể không ạ? Tiếp theo đó là phần hai cái đầu giường này được làm từ chất liệu nhựa ABS có độ bền, độ sáng bóng cao và rất dễ vệ sinh khi cần thiết. Phần tiếp theo đó là phần khung giường, đây là chất liệu thép mạ sơn tĩnh điện có độ bền và độ sáng bóng cao, đặc biệt là khả năng kháng dỉ rất tốt đối với lại thời tiết của miền Bắc mình, đó là ẩm ướt các thứ thì chất liệu là thép mạ sơn tĩnh điện này kháng dỉ rất tốt. Tiếp theo nữa là phần đệm, đây là những chiếc đệm được chia là các khoang. Nếu không may bị dây bẩn thì chúng ta chỉ cần vệ sinh một phần chứ không cần phải vệ sinh cả một chiếc đệm. Và chiếc đệm này của chúng ta thì được làm từ chất liệu là đệm sơ giường và một phần đệm mút ở bên trên để tạo cảm giác thoải mái cũng như là thoáng khí cho bệnh nhân. Ở ngoài ra thì còn có thêm chiếc bàn, đây là chiếc bàn để bệnh nhân có thể là sinh hoạt tại giường, là xem phim, đọc báo hoặc là sử dụng các cái vật phẩm thiết yếu. Tôi tạm để chiếc bàn ra, tháo lắp rất dễ dàng. Còn đây là hai cái thanh chắn, hai thanh chắn này có thể nâng lên, hạ xuống nhờ cái công tắc như thế này, chỉ cần là bóp kéo là có thể nâng lên hạ xuống. Hai thanh chắn này sẽ giúp cho bệnh nhân là không ngã trong quá trình sử dụng cũng như là chúng ta thuận tiện chăm sóc bệnh nhân. Và để quý vị hiểu hơn các tính năng của giường thì tôi sẽ quay cái tay quay này để quý vị có thể là quan sát. Sau đây thì tôi xin mời một bạn làm bệnh nhân mô phỏng để quý vị có thể quan sát. Khi bệnh nhân đã nằm lên trên giường thì chúng ta sẽ nâng thanh chắn lên để cho bệnh nhân là không ngã. Khi không may là nằm ngủ ban đêm, chúng có mê man các thứ thì cũng không sợ ngã. Và để quý vị hiểu hơn thì tôi sẽ quay các tay quay này. Đây, tay quay thứ nhất. Khi chúng ta quay như thế này sẽ giúp là hạ thấp cái phần chân giường xuống 1/2 dưới, ở giữa chân giường sẽ được hạ xuống thấp. Nên cái giường này cần phải có cái tên gọi là giường đa chức năng hạ chân nhỏ quý vị nhá. Đấy. Hoặc là nâng cao chân giường lên. Đây là một điều đặc biệt mà các cái giường khác không có. Chúng ta không cần kê bất kỳ một cái vật gì ở bên dưới thì chân bệnh nhân cũng đã được nâng cao. Và tôi sẽ lại hạ xuống thấp để quý vị quan sát. Chức năng tiếp theo là nâng đầu giường. Việc nâng đầu giường từ 0 cho đến 85 độ sẽ tạo cái cảm giác thoải mái cho bệnh nhân. Đặc biệt là những bệnh nhân có cái bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính COPD hoặc là những bệnh nhân mà có tràn dịch màng phổi ở bệnh tim hoặc là hen phế quản hoặc là bệnh xơ gan khó thở thì với cái tư thế nửa nằm ngồi này thì rất là thuận lợi cho bệnh nhân để bệnh nhân thở. Các cái tay quay này rất sáng bóng và nhẹ nhàng quý vị nhá. Tôi sẽ lâm cái chân lên để quan sát cái chức năng tiếp theo. Chức năng tiếp theo của giường đó là cần cái việc lật chở bệnh nhân, có thể là lật nghiêng trái hoặc là nghiêng phải. Việc lật nghiêng trái nghiêng phải sẽ tạo cảm giác thoải mái và giảm các nguy cơ bị loét ép do làm lâu, đặc biệt là những bệnh nhân bị hôn mê hoặc là bị tai biến có hiện tượng là liệt nửa người hoặc là cả người thì chúng ta lật chở thế này sẽ giúp bệnh nhân thoải mái cũng như là giảm các nguy cơ loét ép ở những cái vùng tì đè như vùng mông, vùng gót chân hay là vùng khuỷu tay, bả vai rất tốt. Đây, chúng ta sẽ quay ngược chiều kim đồng hồ thì sẽ lật chở bệnh nhân sang bên trái hoặc là bên phải.
quý vị nhé. Ở với những bệnh nhân có cái khối lượng cơ thể lớn thì hoàn toàn cũng có thể lập trở được. Đây là một cái tính năng ưu việt của chiếc giường này. Ở ngoài ra thì giường còn được tích hợp thêm một chiếc bô vệ sinh bên dưới này. Chiếc bô vệ sinh này khi chúng ta sẽ quay thì sẽ tiến vào hoặc là lùi ra. Ví dụ đây là đang tiến vào để bệnh nhân có thể là đi vệ sinh tại giường. Đây em quay phần bên trên này, quý vị thì quan sát thấy này, là bô đã tiến vào bên trong và bệnh nhân hoàn toàn có thể là đi vệ sinh tại giường khi cần thiết. Và sau đó chúng ta sẽ lại quay ra thì bô lại tiến ra và chiếc đệm lại lắp trở lại vị trí cũ. Để bệnh nhân có thể là tiếp tục sử dụng. Còn chiếc bô thì chúng ta sẽ lấy đem ra ngoài để đem bộ vệ sinh. Đây bạn bật trở lại đi. Đấy, còn đây là chiếc chậu gội đầu sẽ giúp bệnh nhân là có thể là gội đầu tại giường. Chiếc chậu này rất bền và rất chắc, đặc biệt là có cái đỡ ở phần đầu này và cái phần lõm xuống này, khuyết này để bệnh nhân để thoải mái cái phần cổ. Đây là chiếc ống dẫn để dẫn nước thải. Đây là một sản phẩm rất hữu ích. Quý vị và các bạn có nhu cầu về sản phẩm có thể liên hệ với chúng tôi theo số điện thoại. Xin trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại.